Xin chào các bạn, cảm ơn các bạn đã quay lại với buổi livestream ngày hôm nay của Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus. Thì trước mắt các bạn đây là hình ảnh khách hàng vừa mới trải qua khoảng 45 phút làm dịch vụ nâng mũi S-Line bán cấu trúc tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus ạ. Thì các bạn có thể thấy được là dáng mũi của chị sau khi mà mình làm á, nó cải thiện cho chị rất là nhiều luôn. Thì bây giờ là mình sẽ cho các bạn xem là hình ảnh cũ của chị để các bạn có thể là so sánh hình ảnh trước và sau khi làm đã biết được sự thay đổi của chị như thế nào nhé. Đây là hình ảnh ban đầu của chị ạ. Thì các bạn có thể nhìn thấy được là về phần đầu mũi và cánh mũi nó hơi to ban đầu một tí. Phần đầu mũi thì nó hơi lớn, cánh mũi thì hơi bè ra hai bên. Về phần trụ mũi thì nó không được vững cho lắm. Nên đối với dịch vụ S-Line bán cấu trúc này, nó sẽ là sử dụng cái sụn sống sụn vách ngăn của mình để bóc tách cái sụn vách ngăn đó, giúp cho mình là dựng trụ mũi trở nên là vững hơn để có thể là chống được cái phần đầu mũi của mình nha các bạn. Còn đây là tư thế trực nghiêng của khách hàng ạ. Thì các bạn có thể thấy được là về phần sống mũi của khách hàng ở tư thế nằm nghiêng như thế này, nó không có điểm nhấn ở trên gương mặt của mình. Phần cánh mũi thì hơi lớn một tí. Thì đối với hình ảnh bây giờ các bạn có thể thấy được sự thay đổi của khách hàng khá là đẹp và rõ rệt luôn ạ. Về phần sống mũi theo dáng S-Line cao, phần đầu mũi và cánh mũi được thu ép cho mình là khoảng từ 30-40% như các bạn. Đây là hình ảnh trước đó. Thì các bạn có thể thấy được là khi mà khách hàng sử dụng một dịch vụ nâng mũi S-Line bán cấu trúc thôi là nó đã thay đổi hoàn toàn cho mình là về cái gương mặt và cái nét mặt của mình luôn ạ. Về phần mũi của dịch vụ S-Line bán cấu trúc này, nó sẽ cải thiện cho mình về phần sống. Đầu mũi được dựng trụ vách ngăn giúp cho trụ của mình trở nên vững hơn và đầu mũi cao một cách tự nhiên. So với dịch vụ S-Line bán S-Line cấu trúc thì đầu mũi nó sẽ cao tay kiểu hạt chanh, còn đối với S-Line bán cấu trúc nó sẽ cao kiểu tự nhiên nha các bạn. Thì trong suốt buổi livestream ngày hôm nay về dịch vụ nâng mũi, các bạn có những câu hỏi thắc mắc gì thì có thể là để lại comment bên phía dưới thì mình sẽ hỗ trợ giải đáp thắc mắc cho các bạn luôn. Thì trong tháng 11 sắp tới đây, ngày lễ 20 tháng 11 thì Thẩm mỹ viện có những cái chương trình giảm giá ưu đãi dành riêng cho dịch vụ mũi. Thì bạn nào có nhu cầu thì có thể là để lại comment hoặc là liên hệ số điện thoại hotline để đội ngũ chuyên viên tư vấn có thể báo giá ưu đãi cho mình luôn nhé. Thì những bạn nào mà muốn đặt lịch tới Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus thì có thể là liên hệ Thẩm mỹ viện qua fanpage chính hoặc là số điện thoại hotline để Thẩm mỹ viện có thể đặt lịch giúp cho các bạn là có thể là sắp xếp được thời gian bác sĩ tư vấn cho mình kỹ hơn, cũng như có thể là ưu tiên cho các bạn hơn nhé. Thì đối với mỗi gương mặt của khách hàng thì bác sĩ là sẽ có những cái phương pháp khắc phục và tạo cho mình là một cái dáng mũi mới. Thì các bạn là có thể là đến trực tiếp để được bác sĩ Huy tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus là tư vấn cho các bạn có thể là lựa chọn cái dáng mũi phù hợp với gương mặt của các bạn hơn. Nó sẽ tôn lên cái vẻ nét mặt là dịu dàng của phụ nữ hoặc là kiểu mạnh nam tính mạnh mẽ của người đàn ông như các bạn. Thì hiện tại là đang có chương trình giảm giá lên đến là 30% cho tất cả những dịch vụ mũi tại Thẩm mỹ viện Sài Gòn Venus luôn. Thì các bạn là có thể là nhanh tay inbox vào trong fanpage chính hoặc là liên hệ số điện thoại hotline để được đội ngũ chuyên viên tư vấn tại Thẩm mỹ viện có thể tư vấn các bạn và báo giá ưu đãi cho mình luôn nhé. Thì hiện tại là buổi livestream ngày hôm nay về dịch vụ nâng mũi S-Line bán cấu trúc tại Thẩm mỹ viện chiều ngày hôm nay thì mình sẽ xin kết thúc tại đây.